Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tin nóng showbiz ngày hôm nay, Minh Oan Diệp Phi, tiền bối nhận xét nhất bát, lệ nhịn gây choáng mạng xã hội, phim lên sóng tháng 7. Hàng loạt bộ phim hot hit lần lượt công bố lịch phát sóng trong tháng 7. Phim điện ảnh Đếm ngược để nói yêu em sẽ do Trần Phi Vũ, Châu Dạ đóng chính. Cư dân mạng còn phát hiện IP của Trần Phi Vũ và Châu Dạ được cập nhật cùng Sơn Đông. Những hình ảnh mới của bộ phim Pháo hoa nhân gian của tôi hôm nay được tung ra. Nhân vật Tống Diệm do Dương Dương vào vai, vừa cộng Hứa Thấm, Vương Sở Nhiên tạo cảm giác an toàn tuyệt đối. Tạo hình ma mị bí ẩn của Triều Lê Dịn trong sâu bắt đầu suy luận nào, gây ấn tượng với khán giả. Ai nấy đều bất ngờ khi mỹ nhân họ Triệu rủ bỏ hình tượng Ngọc Ngự. Lối trang điểm đến kiểu tóc đều rất chất chơi. Trước hàng loạt tin đồn nghi ngờ học vấn của Lưu Diệc Phi, mới đây Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã lên tiếng làm rõ. Cụ thể hơn, đơn vị này cho hay, Lưu Diệc Phi có hộ chiếu Mỹ, có quốc tịch Mỹ và bằng tốt nghiệp trung học phù hợp với điều kiện nhập học đối với sinh viên nước ngoài. Qua 3 vòng kiểm tra chuyên môn, cô ấy có kiến thức chuyên môn liên quan và tố chất tổng hợp đạt tiêu chuẩn nhập học. Gần đây, trong một buổi phỏng vấn về bộ phim điện ảnh sắp ra mắt của mình, Hoàng Bột đã chia sẻ bản thân cảm thấy rất vui mừng vì thấy các diễn viên trẻ ngày một trưởng thành. Trong đó có Vương Nhất Bác, ông cho rằng điện ảnh Trung Quốc sẽ ngày càng có thêm những diễn viên tốt và những bộ phim với thể loại phong phú hơn nữa. Hôm qua, hot shot Đại Huân Cha Nam của phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã gây tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng phim của y lấy Ngụy Đại Huân ra marketing, bộ phận còn lại cho rằng đây là tên nhân vật trong phim Sina từ đội tác, Đại Huân ép hỏi Hà Hạnh Vận, thành tác Đại Huân Cha Nam dẫn đến gây tranh cãi. Mới đây nhất, biên kịch Triệu Đông Linh đã phản hồi, thật là có lỗi. Trong số quay hình mới của show Manh Thám Tràn 2, Angela Baby xuất hiện trong tạo hình nhân vật Gallery. Sự nhẹ nhàng, thanh thuần của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút bình luận của netizen Trung Quốc. Vừa qua, lễ tốt nghiệp của Học viện Hí kịch Trung ương đã diễn ra. Trong danh sách sinh viên tốt nghiệp của khoa biểu diễn xuất hiện đủ 4 tên tuổi, được nhiều người kỳ vọng là Dịch Dương Thiên Tị, Hồ Thiên Hú, Lý Lan Địch, Lá Nhất Châu. Một số tin đồn cho biết, show thiếu niên trồng trọt sẽ có sự tham gia của Châu Trần Nam, Diêu Sâm, Cam Vọng Tinh, Đường Cựu Châu, Vũ Gia Thành, Hà Sượng Hy. Bộ phim Người Bạn Một Tuần công bố doanh thu phòng vé phá 100 triệu vào ngày 1 tháng 7, diễn viên chính Triệu Kim Mạch, Lâm Nhất. Bộ phim Hàng Không Hướng Gió Mà Đi đã qua xét duyệt, số tập 40 tập, diễn viên chính Vương Khải, Đàm Tùng Vận. Bộ phim Thức Vi tháng 7 lên sóng trên nền tảng MGTV, diễn viên chính Trần Tuấn Vũ, Lý Bá Dương. Dưa Triệu Lê Dĩnh rất sợ lạnh, trong quá trình quay phim vào mùa đông sẽ có nhiều vật dụng nhỏ để giữ ấm. Dưa với Nhất Bác có một cuộc hẹn riêng với Trương Nghệ Hưng. Dưa, Phan Cuồng từng gắn tới 6 thiết bị định vị trên ô tô của Dịch Dương Thiên Tị. 4 bộ phim dự kiến lên sóng trong tháng 7, Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ, Lý Hiện, Xuân Hạ. Phát sóng trên EWZ và Mango TV, Phương Pháp Cơ Bản của Thiên Tài, Lôi Dây Âm, Trương Tự Phong, Trương Tân Thành. Phát sóng trên CCTV 8, EWZ. Dù Gió Có Thổi, Cận Đông, Tống Giai, phát sóng trên đài Đông Phương, Bắc Kinh, Tencent Video. Chúng Ta Rực Rỡ Nhất, Trương Thiên Ái, Thịnh Nhất Luân, Quan Hiệu Đồng, phát sóng trên đài Chiết Giang và Giang Tô. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.